Và kính thưa quý vị, chủ đề của chúng tôi tuần này đó là thức ăn và rèn luyện thể lực. Tương ứng với chủ đề, đó sẽ là một thể loại nhảy, street dance, nhảy đường phố. Thể loại này cũng dễ thôi. Biểu diễn. Đây là nhảy đường phố của anh Trường Giang. Và quý vị ơi, chắc là các thí sinh của chúng ta rất là nóng lòng ở trong đó, hồi hộp để xem ai là nhân vật được nêu tên ra đây đầu tiên. Những người xuất hiện được nêu tên đầu tiên biểu diễn trước chương trình sẽ là những người có số cân giảm tốt nhất. Đây là một trong những thí sinh rất nỗ lực tuần vừa qua. Ai vậy anh? Nhảy rất giỏi, rất dễ thương. Và đó chính là Nguyễn Thắng. Những thức ăn rất quen thuộc của các bạn đều là những thực phẩm hoàn toàn không lành mạnh. Các bạn thử kiểm tra lại xem có đúng là mình thích nước ngọt. Mình rất là thích đồ uống ngọt, vụ trà sữa này, nước tăng lực có ga này. Vào chương trình thì mình không được uống những cái nước này nữa, mà cả ngày chỉ uống nước lọc thôi. Cảm giác là cồn cào, thèm nước ngọt lắm ấy. Các anh chị quản lý thì hay mang nước ngọt vào chạy qua, là mình thấy xao xuyến, không biết làm cách nào để xin được một ngụm. Hoặc là các bạn rất thích các món chiên xào. Có bạn ăn tới 70% năng lượng khẩu phần là chất béo. Điều này rất là đáng kinh ngạc với mọi người, nhưng nó trả lời cho câu hỏi tại sao chúng ta lại bị béo phì. Chương trình có tổ chức cho chúng mình chạy 5km marathon. Trời ơi, mình chạy máy 1 cây, 2 cây đã thở không ra hơi rồi. Bây giờ chạy 5km cảm giác thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Trần không nhấc nổi lên được. Đau, rát, trần rộp. Khó khăn lớn nhất của mình đó là nghe nhạc. Vì mình chỉ nghe được mỗi thể loại mà nó là sở trường của mình thôi. Mà suốt ngày chị Ngọc Anh phải nhắc mình là nghe nhạc đi em. Nghe nhạc chỗ này, nghe nhạc chỗ kia. Trời ơi sao mãi em không nghe được nhạc. Chị Ngọc Anh ạ, em biết là em nhảy không có tốt, nghe nhạc không được rõ lắm. Nhưng mà em sẽ quyết tâm để giảm nhiều cân để bù đắp cho cái điểm nhảy thấp của mình. Anh Huy có vẻ như anh rất là thích thú. Thắng, anh thấy em rất là khỏe, em rất là mạnh vì em làm mấy cái động tác bưng bê với Ngọc Anh. Và em làm mấy cái động tác đó em làm rất là chắc. Đối với anh là cái động tác em thể hiện rất là sạch. Nhưng mà anh còn em thể hiện và diễn máu hơn và ghê gớm hơn một tí xíu. Tại lúc nãy em nhìn hiền quá. Và anh còn em rất là điên khùng trong một cái bài như vậy. Vâng, và bây giờ xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng cho ý kiến. Trang phục rất là đẹp, tôi vẫn vô cùng ngạc nhiên trước những cái bước nhảy của các thí sinh nặng ký. Tuy nhiên, nghệ thuật nó cao và xa vời và rộng rãi lắm. Mình phải có một cái gì đó cụ thể hơn. Có những vài cái động tác khi lột cái chuối, vợ ăn hình như không được ngon xong rồi vứt đi. Không, theo tôi thì khác. Tại vì tôi có để ý cái động tác Ngọc Anh đánh vào tay của Thắng á. Anh không cần biết là tụi em hoang dã hay không hoang dã. Mình đang thèm ăn, không cho mình ăn là mình nổi máu được rồi. Mà thấy mập quá cho nên cấm cản, không muốn cho ăn. Rồi tôi nghĩ như vậy thôi, tôi là nghĩ rất là đơn giản.
Còn về cái phần nhảy của em rất là máu lửa, nhưng cái mặt của em chưa thể hiện được cái sự thèm muốn. Tao phải ăn nó, trời ơi, trái cây kìa này nọ. Vâng, xin cảm ơn anh Hà Linh. Vậy thì bây giờ xin mời ban giám khảo hãy dành cho thí sinh Nguyễn Thắng những số điểm. Anh sẽ chấm em 6 điểm. Xin mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 6 điểm. Anh Linh cho bao nhiêu điểm ạ? Cũng gửi lên Thắng 6 điểm. Điểm trung bình của ban giám khảo dành cho Nguyễn Thắng tuần này là 6 điểm. Chúc mừng bạn. Và bước lên chiếc cân kia xem số cân nặng giảm của bạn có tuyệt vời không nhé. Cố lên. Tuần trước, Nguyễn Thắng cân nặng 93,4 cân. Tuần này 91,1 cân, giảm 2,3 kg, tương đương 2,5%. Và tổng số điểm là 8,5 điểm. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Nguyễn Thắng.